chính thành phố Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão Kanun. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở chính thành phố vùng viễn đông Nga, sau khi bão Kanun gây ngập hàng nghìn căn nhà và cô lập 28 khu dân cư. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga hôm nay cho biết bão Kanun đổ bộ vào khu vực Primorye thuộc vùng viễn đông từ ngày 10 đến 12 tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề và buộc giới chức sơ tán hàng nghìn dân ở nhiều khu dân cư. Bão Kanun gây lượng mưa có thời điểm tới 188mm, khiến nhiều con sông trong khu vực tràn bờ. Mực nước của sông Jagdolani dâng đến mức kỷ lục 10m, tràn qua hệ thống đập bảo vệ vùng dân cư ở Usudikit. Hơn 4.300 căn nhà bị ngập, ít nhất 28 khu dân cư bị cô lập trong nước lũ, khiến chính thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. Phần lớn khu vực ảnh hưởng nằm trong các thành phố Usudikit, Pastani và quận Oktiabi của Primorye. Usudikit, thành phố lớn thứ hai của tỉnh sau thủ phủ Vladivostok, chịu thiệt hại vì lũ nặng nhất trong một thập kỷ qua, với khoảng 35-49% diện tích bị ngập. Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov đã cho triển khai lực lượng ứng phó khủng hoảng đến Primorye để điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả bão Kanun. Sau 3 ngày hoành hành ở khu vực, bão Kanun đã di chuyển khỏi địa phận Primorye và tình hình lũ lụt ở khu vực có thể giảm bớt trong vài ngày tới. Nga đã huy động máy bay đưa hàng hóa cứu trợ và sử dụng trực thăng Mi 8 chuyển nhân viên cứu hộ đến vùng thiên tai. Các báo cáo ban đầu chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Các bạn hãy Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to